Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án 2 căn mới nhất của bên em với chủ đầu tư ở Dương Nội mọi người nha. Dự án này là chỉ có duy nhất 2 căn, sổ đỏ chính chủ đầy đủ pháp lý hợp lệ. Cụ thể vị trí là thuộc Ỉ La, Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái 2 căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ quay căn đầu tiên gửi tới quý khách hàng với cái diện tích là 43m² và trong đó có 35m diện tích là sử dụng riêng và 7m ngõ sử dụng chung mọi người ạ. Thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Tây Nam, mặt tiền của ngôi nhà là 3m85, thiết kế và xây dựng cái căn nhà này là 4 tầng, ngõ trước nhà là 2m, cách trục đường ô tô đi lại 150m, rất gần với chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học. Từ vị trí của ngôi nhà này đi ra tới trục đường Lê Trọng Tấn chỉ rơi vào khoảng tầm 800m thôi mọi người. Rất là gần, tiện lợi đi lại, cách với lại ngã tư Lê Trọng Tấn chỉ khoảng 1km thôi. Cửa chính của ngôi nhà là thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa inox 304 và bên trong là lớp cửa kính. Với căn nhà này, diện tích mặt sàn tầng 1 là xây dựng 35m². Tuy nhiên, mọi người có thể nhìn quan sát hộ em từ phía trên tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế và xây dựng xây đua ra. Và trên tầng 2 thiết kế là một tầng 2 phòng ngủ rất rộng nha mọi người. Mọi người theo em vào vị trí tầng 1 của ngôi nhà. Đây chính là phần tầng 1 của ngôi nhà và vị trí Ngọc Ánh đang đứng đó là phòng khách. Với cái ngôi nhà này theo hiện trạng thì đã hoàn thiện gần như là xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi mọi người ạ. Gạch lát nền kích thước 60-60, phần sơn đã được hoàn thiện đầy đủ. Phần trần thạch cao cũng như hệ thống đèn LED chiếu sáng cũng đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội, công tơ điện, công tơ nước riêng biệt từng căn đã được hoàn thiện đầy đủ. Căn nhà này sổ đỏ chính chủ riêng biệt từng căn nữa và có giấy phép xây dựng của từng căn mọi người ơi. Với căn nhà này và cái giá chào bán thì rất rất hợp lý với cái vị trí là thuộc phường Dương Nội này. Chỉ 2 tỷ 430 triệu đồng thôi, quý khách hàng đã có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này rồi. Và đặc biệt có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Phía phòng khách của ngôi nhà chủ đầu tư có lắp đặt cho mình một chiếc quạt trần Panasonic 5 cánh rất là đẹp, màu thì màu ghi rất là nhã nhặn. Và phía phòng khách đây có để trước chờ một cái kệ tivi. Đồng thời ở khu vực phòng khách đây mọi người có thể nhìn thấy đây, chủ đầu tư thiết kế là cái đá ốp ở đây rất là đẹp, trang trí thôi mọi người ạ, nhưng mà vào rất là bắt mắt, rất là nổi bật. Đây chính là vị trí phòng khách. Và phía phòng khách thì có được ngăn cách bởi một cái vách gỗ CNC đây mọi người ạ, màu nâu, ngăn cách giữa phía cầu thang và phía phòng khách của ngôi nhà. Đó. Tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng bếp rất là rộng. Đây chính là căn phòng bếp của ngôi nhà. Đây như mọi người có thể nhìn qua đây, tủ bếp thiết kế hai màu, màu trắng và màu vàng, màu vân gỗ. Đấy, đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Chắc chắn là chị em nào khi mà nhìn vào cái căn bếp này cũng rất là thích nội trợ mọi người ạ. Màu sắc thì hài hòa, tươi trẻ, vào trong cái không gian bếp thì cảm thấy rất là thích. Ở đây có một cái cửa sổ ở đằng sau để rất là hút gió nha mọi người. Toàn bộ cái gian bếp này thì về phần phụ kiện bếp cũng đều được lắp đặt đầy đủ chất liệu inox 304. Bồn rửa bát cũng như là chậu rửa là chất liệu inox đúc đây mọi người ạ. Đó. Nước sạch quận Hà Đông. Nói chung với căn nhà này có thể bàn giao ngay. Phần đây mọi người có thể nhìn quan sát từ phía tầng, từ phía phòng bếp ra phía phòng khách đây. Trần thạch cao thiết kế theo kiểu hệ giật cấp rất là đẹp mắt, cầu kỳ. Trang trí cái ngôi nhà này rất là cầu kỳ. Tầng 1 của ngôi nhà còn có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì đầy đủ bồn cầu, vòi, xịt vòi rửa và lavabo, gương, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho quý khách hàng theo từng tầng. Hệ thống tay vịn cầu thang đây mọi người ạ, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà được làm là chất liệu gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc của bậc cầu thang được ốp đá đen trắng rất là sang. Và xin mời quý khách hàng theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng
2 của ngôi nhà. Với thiết kế của mỗi khu vực cầu thang đều có một cái đèn đấy mọi người ạ. Đấy, rất là đẹp. Và trên cái phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Mời mọi người theo Ngọc Ánh vào phía phòng ngủ đầu tiên ở phía tầng 2. Rất là rộng, toàn bộ ở phía dưới chân Ngọc Ánh đó là sàn gỗ công nghiệp. Đấy. Cửa sổ mở ra bên hông này rất là thoáng. Từ vị trí của ngôi nhà này mà đi ra tới trung tâm thương mại Yomon Hà Đông nó chỉ rơi vào khoảng tầm 1,2 km thôi nha mọi người. Rất rất là gần với cái vị trí ngôi nhà này, đi ra chợ dân sinh chỉ khoảng tầm 300m thôi. Đặc biệt ở đây, ở vị trí của cái căn nhà này rất là gần với lại bể bơi Dương Nội mọi người ạ. Đó. Quý khách hàng nào mà có con nhỏ mà thích những trò thể thao cũng như là bơi lội thì vị trí căn nhà này rất là hợp lý. Cửa thông phòng của các phòng ngủ là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với phòng ngủ này mọi người có thể nhìn thấy vuông vắn rất là đẹp. Phòng ngủ này diện tích nó khoảng tầm 9m2, vuông vắn luôn mọi người nha. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m85 và mặt hậu cũng là 3m85. Ngôi nhà này vuông vắn rất là đẹp. Tiếp theo, đây chính là phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà. Với thiết kế mở và theo kiểu hiện đại đây mọi người có thể nhìn thấy. Đây có một cái ban công mở ra nhỏ nhỏ thôi nhưng mà mở ra hướng theo kiểu thiên thế hiện đại, thiết kế hiện đại nhất bây giờ mọi người ạ. Và cửa sổ hai bên rất là thoáng. Và cái căn phòng ngủ này thì rộng hơn căn phòng ngủ lúc đầu. Căn phòng ngủ này nó rơi vào khoảng tầm 14m2 mọi người nha. Và cũng được lát sàn gỗ công nghiệp. Đồng thời hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, hệ thống sơn đều đã được hoàn thiện đầy đủ rồi. Căn nhà này chỉ còn một chút về cái phần dọn dẹp vệ sinh nữa thôi là quý khách hàng có thể về ở được ngay. Sổ đỏ sẵn sàng trao tay luôn ạ. Hành lang đi lên cũng khá là rộng. Và ở phía tầng 2 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh để sử dụng cho phía trên tầng 2, đầy đủ về bồn cầu liền khối, vòi xịt, vòi rửa. Đồng thời là gạch ốp lên trên tới tận trần mọi người ơi. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh Hàn Quốc. Này, lavabo bàn đá. Thiết kế rất là đẹp đúng không ạ? Và mời quý khách hàng theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với thiết kế tầng 3 của ngôi nhà tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Đây. Tuy nhiên thì phía tầng 3 là không để cửa hướng ra phía bên ngoài nữa. Vẫn có ban công giả và có cửa sổ hướng ra đây. Hướng của căn nhà này là hướng Tây Nam, giá chào bán 2 tỷ 430 triệu đồng nha mọi người. Từ vị trí của ngôi nhà đi ra tới đường ô tô có thể đi lại được khoảng tầm 150m. Đó. Căn phòng ngủ này rất là rộng. Và tầng 3 cũng được thiết kế một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở đây mọi người có thể nhìn này. Đây là cửa nhô kéo mọi người nha. Đấy, cửa phòng vệ sinh tiết kiệm tối đa cái diện tích sử dụng. Tuy nhiên, ở trong phía phòng vệ sinh vẫn đầy đủ hệ thống thiết bị vệ sinh, sen vòi đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Và phía tận đây còn một phòng ngủ nữa mọi người ơi. Vị trí lên trên tới phía tầng 3 của ngôi nhà thì căn nhà ở Dương Nội này đã có 4 phòng ngủ riêng biệt, rộng rãi, thoáng mát. Các cửa sổ xung quanh, phòng khách riêng, phòng bếp riêng, 4 phòng ngủ rộng. Diện tích thì 35m2 và có 7m sử dụng chung, đó là sân trước nhà. Vậy thì tầng 4 của ngôi nhà phần còn lại thiết kế như thế nào? Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh. Với thiết kế của tầng 4 của ngôi nhà mọi người ạ, khi mà bước chân lên trên phía cầu thang, mọi người có thể nhìn thấy ở đây có một cái ô thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang phía bên dưới mọi người ơi. Và ở trên tầng 4 của căn nhà này thì thiết kế như sau, gồm một khu vực để máy giặt riêng là ở đây ạ. Đấy, để máy giặt riêng, một phòng thờ và một sân phơi. Đây chính là khu vực phòng thờ. Riêng phía tầng 4 phòng thờ của ngôi nhà thì thay thế vào sàn gỗ công nghiệp, chủ đầu tư lát gạch 60-60 giả gỗ. Đó. Rất là mát nha mọi người, hướng Tây và buổi chiều. Ngọc Ánh đang quay vào đây là 3 giờ chiều, tuy nhiên thì căn nhà này rất là mát. Đó.
Mọi người hướng theo em ra phía sân phơi của ngôi nhà. Sân phơi rất là rộng. Đây. Với sân phơi thì là chủ đầu tư lát gạch riêng biệt. Đồng thời là với cái căn nhà này thì đây, sân phơi đã được hoàn thiện về phần chuồng cọp, cũng như là có một cái móc chờ cầu thang để đi lên trên phía tầng thượng mọi người ạ. Trên phía tầng thượng của ngôi nhà thì đã có bồn nước đầy đủ.